Hiện nay sản phẩm serum trị mụn Lumot Acne đã và đang chiếm lĩnh trên các trang mạng xã hội, đặc biệt hơn cả là các diễn đàn như TikTok, Facebook, bởi sản phẩm mang đến chất lượng cao mà giá thành lại bình dân. Dòng sản phẩm này giúp điều trị mụn vô cùng hiệu quả. Thì trong video này, shop sẽ review cụ thể hơn về dòng serum trị mụn Lumot Acne, đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng serum trị mụn Lumos, thì hầu hết khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là điều trị được tất cả những loại mụn trứng cá bao gồm mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn cám, mụn bọc, mụn viêm, mụn mủ, đây là điều mà toàn bộ khách hàng đều bị ấn tượng và quan tâm. Điều đáng nói là mụn sẽ không quay trở lại khi sử dụng đúng liệu trình. Ngoài ra, nhiều khách hàng khác sau một thời gian trải nghiệm sử dụng sản phẩm này thì lại cảm thấy thích nhất ở em này là thành phần vô cùng lành tính cho da, giúp xóa mờ vết thâm mụn hay vết sạm da tối màu hay những đốm nâu có từ trước. Đồng thời, trong serum Lumot còn có thành phần tái tạo và phục hồi làn da vượt trội cho da trở nên tươi tắn, trẻ trung hơn. Và nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được, những ai đã dùng serum Lumot này đều khen cả. Nên chị em cứ yên tâm lựa chọn và tin dùng em này nhé. Lumot acne là sự lựa chọn đúng đắn cho tất cả những ai đang khổ sở vì mụn và mong muốn cải thiện dứt điểm tình trạng mụn một cách an toàn. Đây là một giải pháp phù hợp với tất cả tuổi dậy thì, phụ nữ mang thai và cho con bú vì chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên không gây hại cho da. Đặc biệt serum trị mụn Lumot acne là vị cứu tinh với những người bị mụn và thâm sẹo do mụn để lại. Hơn nữa, những người muốn cải thiện tình trạng lỗ chân lông to, da không đều màu cũng có thể sử dụng em này nhé. Serum trị mụn Lumot Acne, hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán serum trị mụn Lumot, hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.